sẽ có phà vận tải đầu tiên trên biển Cần Giơ - Vũng Tàu. Sở Giao thông Vận tải TPSCM vừa có công văn gửi các sở ngành liên quan góp ý về đầu tư hoạt động tuyến vận tải hành khách, hàng hóa bằng phà biển từ Cần Giơ - TPSCM đi Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - BG - VT và ngược lại. Theo đó, nhằm giảm áp lực kẹt xe trên đường bộ và phát triển đường thủy, Sở Giao thông Vận tải TPSCM, Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giờ và Sở Giao thông Vận tải BG, VT vừa khảo sát tuyến vận tải hành khách, hàng hóa bằng phà biển tuyến Cần Giờ - Vũng Tàu. Sau khi được Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép, Sở Giao thông Vận tải thành phố sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư có năng lực và đưa vào khai thác ngay trong năm 2019, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải TPSCM thông tin. Theo Sở Giao thông Vận tải TP, tuyến vận tải hành khách, hàng hóa bằng phà biển từ Cần Giơ - Vũng Tàu xuất phát từ bến Tắc Xuất, huyện Cần Giơ với cự ly vận chuyển khoảng 15 km một chiều, thời gian hành trình khoảng 30 phút, phà đưa vào khai thác có chiều dài 43,25 m, tải trọng hơn 103 tấn, chứa khoảng 350 hành khách, 150 xe máy, 20 xe 4 chỗ trên 7 chỗ. Ở tuyến ngược lại, tỉnh BG, VT cũng đã bố trí bến để hoạt động. Ông Hà Thanh Sơn, trưởng phòng quản lý giao thông đường thủy, Sở Giao thông Vận tải TPSCM cho biết, hiện bến Tắc Xuất ở huyện Cần Giờ đã có sẵn, có thể khai thác ngay. Do vậy, trước mắt sẽ thí điểm cho tuyến phà này chạy trước, nếu hiệu quả sẽ xem xét quy hoạch thêm vị trí phù hợp. Khi chạy bằng phà biển từ Long An đi bến phà Cần Giuộc, tới Vũng Tàu chỉ mất khoảng 2 tiếng, trong khi nếu đi đường bộ từ Cần Giuộc, Long An đến Vũng Tàu phải mất hơn 3 tiếng. Ngoài việc giảm kẹt xe, tuyến đường thủy đi qua rừng xác hành khách sẽ được ngắm cảnh quan trên sông nước và hít thở không khí mát mẻ trong lành, ông Sơn nói. Từ những đề xuất của các doanh nghiệp vận tải, Sở Giao thông Vận tải đã có công văn gửi các sở ngành liên quan góp ý về đầu tư hoạt động tuyến vận tải hành khách, hàng hóa bằng phà biển từ Cần Giơ - Vũng Tàu. Theo Sở Giao thông Vận tải, doanh nghiệp khai thác tuyến cần phải đáp ứng được một số tiêu chí như hoạt động ổn định, tuyệt đối an toàn cho hành khách, hàng hóa, phương tiện tham gia lưu thông, phải có năng lực về tài chính, phương tiện đáp ứng được nhu cầu chở người, xe máy, xe ô tô. Nhiều chuyên gia về ngành giao thông ủng hộ về dự án đầu tư hoạt động tuyến vận tải hành khách, hàng hóa bằng phà biển nói trên. Theo tiến sĩ Nguyễn Bá Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải TPSCM, về lâu dài nên mở thêm một vài bến xuất phát từ TPSCM, những bến này có thể tại quận 2 hoặc bến Bạch Đằng để giảm lưu lượng ô tô từ TPSCM đi Vũng Tàu, giảm ùn tắc vào dịp cuối tuần, nhất là đường cao tốc từ TPSCM đi Long Thành hiện nay luôn trong tình trạng quá tải. Đăng Lễ, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.